Hello, xin chào các chỉ huy và các bạn đã quay trở lại với kênh. Nếu mà các chỉ huy chưa biết thì hiện tại trên kênh đang có một cái danh sách phát đó là Punishing Relevant Story. Nếu như mà các chỉ huy muốn tìm hiểu sâu hơn về cốt truyện thì mình vẫn khuyên rằng các chỉ huy nên đọc nội dung cũng như là xem các cái đoạn cắt cảnh in-game. Còn nếu như các chỉ huy chỉ đơn giản muốn là nắm khái quát qua nội dung cũng như là không muốn bỏ lỡ những cái tình tiết quan trọng thì ok, các chỉ huy có thể tham khảo qua cái cập playlist này mà mình đã làm để giúp các chỉ huy có được một cái nhìn tổng quan hơn về nội dung của tựa game. Ok, giờ thì chúng ta sẽ cùng đi đến với cái nội dung của video lần này. Thì trong cái video lần này, chúng ta sẽ cùng nhau nói về cốt truyện của phiên bản Recitavio de Fantasia cũng như là về nhân vật Selena. Riêng về Selena thì đây là một cái nhân vật mà đã được xây dựng cốt truyện từ những cái ngày rất là sớm của tựa game rồi, và Sam cũng có làm hai video về cô ấy. Các chỉ huy có thể search tên của video trên kênh Sam, hoặc không thì mình sẽ để đường link ở góc trên bên phải các chỉ huy nhé. Thì chắc hẳn rằng cho đến thời điểm hiện tại, có rất nhiều chỉ huy vẫn còn đang băn khoăn về cái số phận của nhân vật Selena, cũng như là không hiểu tại sao lại xuất hiện một cái frame mới của cô ấy là frame Capriccio ở trong cái phiên bản Fantasia vừa rồi. Thì trong video này, Sam sẽ trả lời những câu hỏi đó để giúp các chỉ huy có thể hiểu hơn về cốt truyện của phiên bản Fantasia. Với câu hỏi đầu tiên đó là số phận của Selena ra sao sau những cái gì đã xảy ra ở chiến dịch Thủy Triều Đỏ. Thì chắc là phần lớn các chỉ huy đều đã yên tâm khi biết rằng Selena vẫn còn sống. Cô ấy được một nhân vật, đó chính là một agent của phe Ascendant Network, chính là The Merciful One, là cô gái tóc hồng này này. Hiện tại thì The Merciful One cũng đang thâm nhập vào đội ngũ ở trên Babylonia. Với mục tiêu là gì thì chúng ta vẫn còn chưa rõ. Cô ấy chính là người đã tái sinh cũng như là tái tạo một thân thể mới cho Selena. Và cô cũng làm điều tương tự với nhân vật Roland khi mà anh ta bị trọng thương trong một quá trình tìm kiếm Luna. Cho đến thời điểm mình làm video này ở bên CN thì hiện tại Selena của chúng ta vẫn đang sử dụng frame Tempest, tức là frame Uniframe này vẫn là frame chính thức mà trong cốt truyện Selena của chúng ta sẽ dùng. Với câu hỏi thứ hai đó là vậy thì frame Capriccio thì từ đâu mà có? Thì frame Capriccio vốn là một frame đang được Hiệp hội Nghệ thuật, viết tắt là WGAA, chế tạo cũng như là tùy biến sao cho phù hợp với Selena. Và lẽ ra Selena đã sử dụng frame này nếu như cô ấy đã có thể bình an mà quay về sau cái lần đi thám hiểm ở cái trạm không gian. Và rõ ràng chúng ta biết rằng ở trong chương 9, chương truyện Fallen Star, thì Selena cũng như là những người đồng đội của cô ấy đã bị tiêu diệt gần như toàn bộ, và số phận đau khổ của cô ấy đã bắt đầu từ cái chương truyện này. Chính vì Selena không trở về cho nên frame Capriccio vẫn được lưu giữ bởi WGAA và vẫn chưa có bất cứ một lần nào nó được kích hoạt cả. Về phần các frame thì với các construct, họ có thể thay đổi những cái frame tùy vào cái nhiệm vụ cũng như là cái chiến trường họ phải tham gia. Ví dụ như là Vera thì các chỉ huy biết rằng là cái frame cơ bản mà phần lớn thời gian cô ấy sử dụng đó là frame Rosel. Tuy nhiên thì trong một vài cái trường hợp đặc biệt thì cô ấy sẽ được sử dụng frame Garnet để một cái frame tùy biến để chiến đấu giữa các construct chứ không phải là để tiêu diệt các corrupted. Về câu hỏi thứ ba đó là vậy thì toàn bộ những cái thứ điên rồ xảy ra trong Fantasia nó diễn ra ở đâu và diễn ra ở thời điểm nào trong cái mạch truyện chính? Thì đầu tiên để mà nói về thời gian thì những sự kiện ở trong phiên bản Fantasia chính xác là xảy ra sau cái thời điểm của cái chiến dịch Thủy Triều Đỏ, khi mà chỉ huy cùng với Wanshi đã thành công tiêu diệt Siren, cũng như là họ cũng đã biết được Siren chính là Selena cũng như là số phận đau khổ của cô ấy. Tuy nhiên thì sau khi mà đã tiêu diệt xong Siren, khi mà Ayla tiến hành khảo sát thực địa thì cô ấy bắt gặp rất là nhiều những cái tín hiệu thân thuộc, và những tín hiệu này phát ra rất là nhiều nơi. Cùng với đó thì Ayla gửi cho chỉ huy của chúng ta một cái tác phẩm, các chỉ huy có thể hình dung nó giống như là một cái bộ visual novel, chính là tác phẩm Recitavio de Fantasia này. Đây là một tác phẩm trước đây mà Selena đã sáng tác. Thì để mà trải nghiệm được cái tác phẩm đó, chỉ huy của chúng ta sẽ phải hoàn toàn hòa mình vào trò chơi, đồng nghĩa với việc là khi mà chúng ta bắt đầu chơi, tức là mỗi một lần mà chúng ta run một cái cốt truyện này, thì chỉ huy sẽ quên hết tất cả thực tại và sẽ hóa thân thành nhân vật champion, tức là nhân vật anh hùng trong cái cốt truyện này. Và sau khi mà chỉ huy của chúng ta trải nghiệm hết lần này đến lần khác thì chúng ta bắt đầu thấy có những cái tín hiệu khác lạ, đó là mỗi một lần chỉ huy trải nghiệm thì cốt truyện lại có sự biến đổi,
cũng như khi chỉ huy đào sâu hơn thì lại càng có những phát hiện đáng giá hơn. Và một trong số những cái phát hiện đáng giá nhất đó chính là việc cả hai đã phát hiện ra được nửa còn lại của bài hát trong cái quá trình mà chỉ huy của chúng ta chơi cái tựa game Fantasia do chính Selena để lại. Thì nếu như mà các chỉ huy đã xem video Sam đã viết hoặc là đã đọc interlude của Selena rồi, thì trước khi mà Selena tham gia vào cái cuộc khảo cổ trên cái trạm vũ trụ thì cô ấy cùng với Ayla đã cùng nhau chia sẻ những câu chuyện cũng như là những cái tác phẩm của mình, thì trong đó là có một bài hát mà Selena mới chỉ sáng tác được một nửa. Thì rõ ràng rằng cái tác phẩm này vốn là một tác phẩm mà Selena để lại trước khi mà cô ấy lên đường, thì không có cái lý do gì mà cái nửa hoàn thiện còn lại của bài hát lại có ở trong cái game VR Fantasia này cả. Và chính từ cái thời điểm này thì cả hai đã xác nhận ra rằng Selena vẫn đang còn sống, và bằng một cái cách nào đó cô ấy đang cố gắng liên lạc với chỉ huy và Ayla thông qua tín hiệu từ cái tựa game VR Fantasia này. Với mỗi một lần chơi thì chỉ huy chỉ có duy nhất một khoảnh khắc sau cùng, khi mà gần đến đoạn kết là chỉ huy có thể lấy lại được nhận thức ở thế giới thực. Và ở thời điểm này chỉ huy sẽ phải cố gắng duy trì liên kết với những tín hiệu của Selena càng lâu càng tốt để giúp cho Ayla cũng như những người đồng đội có thể tìm được vị trí chính xác của cô ấy. Nói về một vài nhân vật ở trong tựa game VR này, thì người thủy thủ chính là nhân vật sẽ dạy cho chúng ta cái nửa sau của cái bài hát của Selena sáng tác. Nhân vật anh hùng chính là chỉ huy. Nhân vật phù thủy thì chúng ta ban đầu nghĩ rằng đó chính là Ayla, thế nhưng thực ra đó chính là The Merciful One. Động cơ của cô là gì? Tại sao lại cứu Selena? Tại sao lại giúp Selena liên lạc với chỉ huy? Thì chúng ta cũng còn chưa rõ. Nhưng không thể phủ nhận rằng chính nhờ cái việc mà tạo điều kiện này của The Merciful One mà chỉ huy cũng như Ayla đã có thể xác nhận được Selena vẫn còn sống. Và không biết mọi người nghĩ thế nào, nhưng cá nhân Sam tin rằng ở đoạn kết, thực sự chỉ huy và Selena đã có thể hoàn thành lời hứa với nhau khi mà cả hai đã có thể cùng nhau tham dự một, có lẽ là vũ hội chỉ dành riêng cho hai người, và cùng nhau nhảy một điệu trước khi mà cả hai tạm thời chia xa. Và một ngày nào đấy có thể họ sẽ gặp lại ở ngoài đời thay vì thông qua một cái tựa game VR như thế này. Về phần kết của phiên bản Fantasia thì nhờ nỗ lực của chỉ huy cũng như Ayla thì cả đội đã có thể định vị được vị trí của tín hiệu trên bề mặt của hành tinh. Về phần nhân vật chính chỉ huy của chúng ta thì suốt quá trình này chúng ta đã bị theo dõi, và cụ thể ở đây là các thế lực trên Eden bao gồm cả Kurono nữa. Ngay sau khi mà chúng ta đã giúp Ayla định vị được vị trí của tín hiệu rất có thể là của Selena thì chỉ huy đã bị đưa đi thẩm vấn cũng như biệt giam. Sau trận chiến ở thành phố 075, khi biết được chỉ huy đã kết nối với một Ascendant chính là Luna, và rồi thì bây giờ lại biết được chỉ huy có khả năng kết nối với một người đã bị corrupted chính là Selena, thì rõ ràng Chrono không thể bỏ qua cơ hội này. Và những gì diễn ra sau đó chính là chương truyện S05 Encryption of Labyrinth. Thì Sam cũng đã làm video tóm tắt về cái chương truyện này rồi. Về nội dung của cái game VR Fantasia thì chắc là Sam cũng không phải kể, vì nó cũng không quá quan trọng. Nếu như các chỉ huy có hứng thú thì có thể tự trải nghiệm khi mà các chỉ huy chơi, nhưng mà cá nhân Sam thì nói thật là cũng không quan trọng cho lắm, vì tất cả những gì chúng ta chỉ cần biết đó là một cái tựa game VR thôi. Sam mong rằng là sau cái video này thì các chỉ huy đã hiểu hơn về cốt truyện của Fantasia cũng như là số phận của Selena. Chúng ta sẽ cùng chờ đón cô ấy trở lại trong những cái phiên bản cập nhật tiếp theo của VR. Hẹn gặp lại các chỉ huy trong những cái video và những cái buổi livestream tiếp theo. Xin chào và xin cảm ơn. Bye bye.